Thưa quý vị, nội thất chính là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi công trình kiến trúc, từ kiến trúc nhà ở, căn hộ đến các nhà hàng, biệt thự, văn phòng. Thiết kế nội thất không chỉ để thể hiện phong cách hay sở thích của gia chủ, mà còn là linh hồn của ngôi nhà, mang lại một không gian sống đầy tiện nghi và thoải mái. Để có được không gian sống ưng ý, nhiều người đã tìm đến dịch vụ thiết kế và thi công trọn gói cho công trình của mình. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cung cấp dịch vụ này cũng đều uy tín, chuyên nghiệp. Trong phóng sự Góc nhìn người tiêu dùng ngay sau đây sẽ giới thiệu đến quý vị một địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực thiết kế, thi công và sản xuất đồ nội thất trọn gói được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Mỗi một phong cách nội thất sẽ thổi vào công trình kiến trúc mà nó hiện diện một thần thái, nét thẩm mỹ khác nhau, mang lại vẻ đẹp đặc trưng riêng và toát lên được tính cách của gia chủ. Điều này đã thôi thúc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nội thất Hoàng Gia tiếp tục thực hiện sứ mệnh sát cánh, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xây dựng nên những không gian sống mơ ước. Hoàng Gia Nội Thất.vn quy tụ đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, đảm bảo đáp ứng tối ưu nhất các yêu cầu về nhiều phong cách khác nhau như tân cổ điển, hiện đại cùng những giải pháp màu sơn, cách bài trí mang đến sự ấn tượng, tiện ích và tiện nghi vào từng không gian sống. Đến với showroom nội thất Hoàng Gia.vn, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm một cách chân thực nhất những sản phẩm nội thất sang trọng và đẳng cấp do chính công ty trực tiếp hoàn thiện từ khâu thiết kế cho đến sản xuất. Khi mà có được đồ nội thất ưng ý, khi mà bạn bè đến chơi có hỏi là nội thất đóng ở đâu, thì tôi có giới thiệu đến Hoàng Gia, tôi nghĩ rằng là chỉ có cái nội thất cổ điển như cái nhà tôi sử dụng thôi. Nhưng sau đó những cái đồ nội thất mà bạn bè mong muốn về tân cổ điển hay về hiện đại thì từng đường nét rất tinh tế và bạn bè khi đóng xong đều hài lòng. Thì điều đấy làm tôi cũng rất vui và tôi cảm nhận rằng là đây là một đơn vị đáp ứng được mọi nhu cầu đa dạng về sản phẩm, về mẫu mã và quan trọng nhất dịch vụ đúng như những gì đã cam kết. Đấy là tính uy tín. Vì vậy nên là chắc chắn rằng là bạn bè hay mọi người mà tôi giới thiệu thì tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Và Hoàng Gia sẽ đáp ứng được nhiều dịch vụ về gỗ, về nội thất hơn. Hoàng Gia Nội Thất.vn với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và thi công tủ bếp, nội thất tân cổ điển và hiện đại. Với nguồn nguyên liệu từ 20 loại gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp được nhập khẩu từ các nước châu Âu, giúp khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn những mẫu thiết kế phù hợp và mức chi phí đầu tư cho ngôi nhà của mình. Bên cạnh đó, Hoàng Gia Nội Thất.vn áp dụng quy trình xử lý gỗ kỹ càng, tẩm sấy theo công nghệ hiện đại, đảm bảo không co ngót, cong vênh, mang lại sự bền đẹp theo năm tháng. Đặc biệt, sử dụng sơn Intrem 6 lớp được nhập khẩu từ Tây Ban Nha, châu Âu, chống nấm mốc, vệ sinh dễ dàng và an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Thực ra bản thân mình là một bác sĩ nên mình cũng rất là cẩn thận trong quá trình mà lựa chọn những sản phẩm và những cái dịch vụ để phục vụ cho gia đình. Thì thông qua mối quan hệ của bạn bè thì mình biết đến công ty của Hoàng Gia Nội Thất chuyên thiết kế và thi công các cái nội thất cho gia đình. Thì sau khi nhận bàn giao từ Hoàng Gia Nội Thất thì mình thấy là rất là ưng ý với những sản phẩm của dịch vụ. Tức là nó mang tính chất rất là hợp lý và đầy đủ các công năng sử dụng. Thì nếu sau này có các cái công trình khác nữa thì mình cũng mong muốn là được hợp tác tiếp với Hoàng Gia Nội Thất, và mình cũng mong chúc cho công ty Hoàng Gia Nội Thất ngày càng phát triển để cung cấp các dịch vụ tốt cho người dân. Đội ngũ kiến trúc sư Hoàng Gia Nội Thất.vn luôn chuyên nghiệp và chỉn chu từ những chi tiết nhỏ nhất, đảm bảo thực hiện chính xác theo thiết kế và đúng tiến độ với giá thành tốt nhất nhờ sản xuất trực tiếp tại xưởng và không qua trung gian. Với xưởng sản xuất có quy mô 1.000m² và thợ lành nghề cùng hệ thống máy móc tân tiến, Hoàng Gia Nội Thất.vn hứa hẹn sẽ cho ra đời nhiều sản phẩm nội thất chất lượng. Lựa chọn được đơn vị thiết kế, thi công chuyên nghiệp và uy tín là yếu tố rất quan trọng. Nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của đối tác, quý khách hàng mà Hoàng Gia Nội Thất.vn
không ngừng nỗ lực phát triển lớn mạnh để mang đến cho khách hàng những sản phẩm nội thất ưng ý và một không gian sống lý tưởng.